Chào tất cả các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ đi sưu tầm những chiếc xe tăng từ $1 tới $1 tỷ trong tựa game GTA ngày hôm nay. Ok anh em, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nào. Ok, ở đây có thanh niên này làm gì nằm đây á? Trời ơi, thôi bữa nay tao đi sưu tầm xe tăng thôi, tao dắt mày đi theo luôn. Trời ơi, có chị này ở đâu cũng xỉu đây, thôi cho luôn nè. Đó, hình như ở dưới cái tầng hầm này có một chiếc xe tăng, và đây là cái chiếc xe tăng đầu tiên mà mình sẽ sưu tầm trong tựa game GTA 5 này, không biết có phải không. Đây, ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống coi thử nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thử nào. Đây, thấy rồi nó ơi. Wow, đây là một con xe tăng mini, không biết mình có thể lái được nó không ta. Sao nhìn nó nhỏ dữ vậy? Nó không thể lái các bạn ơi. Nhưng mà khi các bạn biết sao không, trong video ngày hôm nay á, khi mà chúng ta cho nổ chiếc xe tăng này á, thì nó sẽ xuất hiện một chiếc xe tăng VIP hơn cho chúng ta. Sao nó không sao vô không được, làm được trời, không có chỗ ngồi vô chắc không cho. Sao nó cầu hoàng, trời ơi, chiếc xe tăng mini này chắc không lái được quá. Ok, mình sẽ cho nổ nó nha các bạn. Đây, mình sẽ cho cái bom sticker bom này gắn vô. Rồi, ok, chạy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cho nổ con xe tăng đó. Bạn, wow, đây các anh em ơi, wow, xuất hiện một chiếc xe tăng mới luôn rồi này. Nhưng mà hình như chiếc xe tăng này, có cả, wow, con xe tăng này sao nhìn độc lạ dữ ta. Trời ơi, mà xung quanh hình như sau khi một nụ vỗ bom vừa rồi á, thì tất cả mọi người đều chạy rồi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm con xe tăng này. Trời ơi, con xe tăng này trị giá là khoảng $1,000 nha anh em. Ui, bây giờ chúng ta đang lái. Trời ơi, quá mạnh luôn anh em à. Wow, chạy quá phê luôn ấy. Để coi thử bắn được không. Hình như con xe tăng này xe tăng phát kè rồi anh em ơi. Con xe tăng này có nòng súng mà bắn không được anh em à. Trời ơi, xe tăng gì mà kỳ dữ trời. Nhưng mà con xe tăng này có hình dáng khá là độc lạ luôn anh em. Hình như nó giống là một chiếc thuyền hay gì á. Để coi, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài biển và mình sẽ lái thử nó dưới nước, coi thử nó như thế nào nha anh em. Ok, 3 tiếng đồng hồ chạy ra biển thì con xe tăng pha kè của mình nó không chạy được, nó không bắn được anh em à. Có súng cũng như mà súng, nhưng mà mình thấy hình dạng của nó khá là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ chạy thử xuống nước. Wow, anh em ơi, đúng như mình đoán rồi anh em à, con xe tăng này nó có thể chạy được dưới nước anh em à. Wow, mặc dù nó con này có thể là không bắn được, không có thể không dùng để chiến tranh, nhưng mà có thể dùng được chạy dưới nước anh em à. Quá xịn luôn ấy. Lần đầu tiên mình thấy con xe tăng mà chạy được dưới nước. Xíu nữa không biết còn con nào chạy được dưới nước nữa không anh em. Con xe tăng này chạy dưới nước được thôi mà thôi. Nổ lỡ nó xuất hiện con xe tăng khác thì mình không thể nào mà mình chạy được dưới nước nữa anh em à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra coi thử. Xe tăng pha kè này giá có $1,000 nên là chỉ chạy được dưới nước thôi anh em à. Có nòng súng nhưng mà bắn không có được. Ok, đây cho xe bự này cho mấy trái bom luôn. Xe bự này cho mấy trái bom cho nó nổ banh xuất hiện, để xuất hiện một con xe tăng khác nha anh em. 1, 2, 3. Bang. Wow anh em ơi, tiếp theo là một con này. Chắc con này không phải là xe tăng rồi. Wow, đây là một con xe mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vô thử coi thử nó như thế nào nha anh em. Nhìn nó không phải là xe tăng anh em ơi. Nhìn nó giống như là xe, nó đổ thêm cái nòng súng vô thôi chứ không phải là xe tăng ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một nơi nào đó đi. Xịn sò vô trong là đường phố này đi. Tốc độ nó chạy khá là ok luôn anh em ơi. Cái này mà chạy trên đường off-road thì nó không biết nó sẽ như thế nào ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới đường bờ núi, tới sát khu vực núi, và chúng ta sẽ thử coi thử cây súng này và cái con xe nãy chạy trên đường off-road nó sẽ như thế nào nha anh em. Wow, nhìn nó xịn thật sự, nhảy. Wow anh em ơi, chúng ta đã đi tới cái đoạn đường đồi núi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng lên đây để chạy off-road xuống này coi thử luôn đi. Trời ơi. Nhưng không sao, trời ơi, con xe này, wow, chạy đường nước đồ các kiểu. Đúng là xe off-road. Cái này không phải là xe tăng, phải là xe tăng không ta. Nhưng mà nó, mình nghĩ xe nào mà có nòng súng ở ngoài là bắn được là chắc cũng thuộc kiểu xe tăng hết các bạn ơi. Wow, con xe này chạy đã thật sự luôn ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng để coi ở đây có con nai nào không. Để trời ơi, chạy sướng thật sự các bạn ơi. Đúng là con xe off-road chạy quá đã luôn ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy vô đây. Ở đây là trường đua ngựa hay gì á các bạn ơi. Ui, có một chiếc xe chở cỏ nè. Đây, wow, trong này có khá là nhiều xe đua luôn ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy lên. Rồi, ok, rồi đây sẽ chúng ta sẽ thử. Con này đã quá đẹp ơi. Wow, ui,
Trời ơi, xe này là phải đứng lên đây mới bắn được anh em à. And cho chiếc xe máy cày này đi luôn. Cho nó nổ luôn đi. Nghe tiếng súng đã quá anh em ơi, như súng đại liên luôn ấy. Cái này giống như súng đại liên luôn anh em à. Để mình thử cây nằm phía sau coi thử. Đây, để mình nhảy lên phía sau này mình coi thử cây này có bắn được không. Hình như nó cây này nó để làm kiểu thôi anh em à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng... con xe máy cày đây đâu rồi? Mới vừa thấy nó đây, nó chạy đâu rồi ta? Con xe này ngoài ra mình có thể sử dụng một cái súng liên thanh nữa nè. Rồi ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đổi một con xe khác nha. Để gắn sticky bomb vô. 1 2. Cho nó nổ đi, để mình tiếp tục mình lấy một con xe khác nha anh em. Ok ok. Băng. Wow anh em, sau khi mà nó biến đổi xong thì nó ra một con xe khá là xịn sò luôn anh em mà. Con xe này hình như sao không thấy súng ta? Để coi thử coi, để lên coi thử. Con xe này hình như nó để hút mấy chiếc xe khác hay gì á, nó không có xí súng nào luôn các bạn ơi. Nhìn độc lạ bình dương. Bánh chạy thì khá ok đó, không biết chạy dưới đường nước, đường bùn sao nữa. Để bật đèn lên coi thử. Cái này chắc ban đêm chạy sướng lắm anh em à. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ ban đêm coi thử nó như thế nào nha anh em. Ban đêm chạy nhìn đẹp thật sự luôn anh em ơi. Để coi. Chạy ban đêm ánh đèn. Mình có thể sử dụng súng liên thanh anh em à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra đường phố thử nha anh em. Con xe này chạy ban đêm bá cháy luôn ấy. Rồi anh em ơi, ok, bây giờ chúng ta đã ra đường phố rồi nè, để hút con xe này đây. Trời ơi, nó chạy. Con này chắc chạy được. Bắn súng đồ quá đã luôn anh em ơi. Con này chạy bất cứ địa hình nào cũng được luôn anh em à. Quá xịn luôn ấy. Mà nhìn nó đẹp thật sự luôn anh em ơi. Con này chắc để hút người khác ấy, mà nó đẹp quá anh em à. Để băng qua chỗ này coi thử. Bất kể địa hình nào chạy cũng được luôn anh em à. Chạy quá đã luôn á. Trời ơi. Ok ok. Sướng quá anh em ơi. Nói chung được trải nghiệm những con xe. Con xe này trị giá là 100.000 đô nha anh em. Đúng là con này mình nghĩ nó xịn, chắc là nó giống như là đi chân hơn. Khả năng chiến đấu của nó là mình có thể. Trời ơi, bắn quá đã luôn anh em. Để coi thử chạy. Chỗ này nó có mấy miếng dán như này nè. Trời ơi, quá đã. Ok, để chạy dưới nước coi thử anh em. Dưới nước nó lướt còn đẹp hơn nữa. Ở đây có người vô gia cư nè. Cuộc thảm sát của người vô gia cư. Lều trại này, bếp lửa này, tất cả đều dẹp hết. Tăng tốc lên quá đã luôn anh em. Bay lên luôn này. Rồi ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đừng có nhảy trời. Sắp mặt lờ luôn anh em ơi. Ok ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trời ơi, con xe này ban đêm bật đèn lên đẹp thật sự anh em à. Ok, gắn bom vô nào. Gắn bom vô, chuẩn bị. 1 2, chạy ra. Sau khi mà chúng ta nổ bom chiếc đó thì bây giờ trời sáng luôn anh em à. Nó xuất hiện một con xe cũng khá là đặc biệt luôn ấy. Con này giống như là một chiếc xe tải, nhưng mà nó độ thành xe tăng hay gì á anh em. Bánh sau của nó được độ hết nè, thay đổi bằng bánh xe tăng anh em à. Bánh trước là bánh xe tải, bánh sau là bánh xe tăng anh em à. Có một con súng máy nữa nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test địa hình nước nữa. Đây, lên coi thử địa hình nào nó chạy cũng được anh em à. Con này không biết chạy mấy địa hình gồ ghề hứa sao ta. Đây, chỗ này có một cái hầm này, mình sẽ chui vô đây và mình sẽ đi. Chạy sướng quá anh em ơi. Trời ơi. Đây, bây giờ chúng ta là sau khi chui qua cái hầm này, chúng ta đã vô trong cái đường chính rồi. Đó, chúng ta sẽ test thử cái súng. Ok ok, bây giờ để lái lên thử nè. Cái bánh xe nhìn ngầu thật sự, chắc bác luôn anh em à. Ok, đây, ở đây có một cây xăng. Bây giờ chúng ta sẽ test thử cái độ mà đây. Bây giờ mình sẽ lên và ra phía sau test thử cái súng này coi sức mạnh của nó sẽ như thế nào nha anh em. Ok, lên start nào. Rồi vô lấy nòng súng. Trời ơi, sao lâu vậy man. Ok, vô. Ôi, giác lên vai. Trời ơi, cái súng. Trời ơi, cái này mà ly thảm sát thì to rồi. Trời ơi,
cho nổ cái xăng luôn nè. Hai nòng bắn đã quá các bạn ơi. Ui ui, mà bậy phải có người lái phía trước. Rồi 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 rồi, ok ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho một thằng đệ của mình để mít, để cho thằng đệ của mình đây. Bây giờ mình sẽ cho cử thằng đệ của mình ra này. Ok, lên xe chở tao đây nào, để tao đi náo loạn thành phố. Ok, mình đã xuống. Ê trời ơi, tới từ từ thằng này. Ok, bây giờ mình sẽ vô. Ô, vô vô nằm sống sao không được, hình như nó mới đứng lại. Mr. Big này chạy xe ẩu. Ê ê ê, trời ơi không được rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta đã cố tình lái đầy vô. Má mấy thằng này cõng đường tao đi cho khác coi. Ô ô ô, trời ơi từ từ Mr. Big ơi. Trời ơi trời ơi, chết nó bỏ chạy luôn rồi, đứng lại. Chết rồi, Mr. Big này nó chơi mình rồi. Để gắn cái bom vô rồi, cho nổ để thay xe luôn cho rồi. Hình như xe nó chạy là không thể nào mà. Xin lỗi Mr. Big nha, tao không cố tình. Tao không cố tình nha Mr. Big. Tại mà wow, sau khi đổi xong thì bây giờ con xe tăng Mr. Big đã ra đi mãi mãi rồi anh em à. Cái tội không nghe lời mình. Mình kêu nó chạy từ từ để mình bắn thử cây kia, nhưng mà nó không nghe lời mình anh em à. Bây giờ số phận của nó đã ra đi. Rồi ok. Wow, đây mới là một con xe tăng thật sự nè. Mới nãy chỉ là những con xe mà gắn xong máy thôi. Wow. Trời ơi, sức công phá của nó quá đã luôn anh em ơi. Wow. Quá đã luôn anh em ơi, quá đã luôn. Trời ơi, con này mới là xe tăng nè. Cho nó bắn máy bay coi thử coi. Cho bắn mực. Trời ơi bắn máy bay. Né đường coi. Trời ơi bắn quá đã luôn anh em. Con xe tăng này là trị đá 1 triệu đô anh em à. Nên là tiền nào của nấy. Trời ơi. Để mình dự à đúng rồi, mình sẽ test thử tốc độ. Đây. Coi thử nó có nhanh hơn không. Đù, bắn lùi lại nó nhanh hơn anh em à. Nó đẩy xe chạy nhanh hơn. 65 km/h luôn anh em. Đó, còn bình thường mình chạy chứ được là khoảng à cũng vậy luôn à. Hình như con xe tăng của mình sắp nổ rồi anh em ơi. Thôi, ok. Bây giờ con xe thằng tăng này là quá. Hình như nó có cây súng máy nữa nè. Rồi, chết rồi anh em ơi. Trời ơi. Wow, sau khi con xe tăng kia nổ thì nó xuất hiện một con xe tăng trị giá 10 triệu đô anh em à. Wow. Quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Trời ơi, quá đẳng cấp. Con xe này tốc độ của nó nhanh hơn con mới nãy luôn anh em. Đúng là tiền nào của đó mà. Để coi sức công phá của nó. Sức công phá cũng y chang nhưng mà chẳng qua là nó nhanh hơn anh em à. Quay nằm súng rồi nó nhanh hơn. Wow. Wow, sức công phá của nó cũng ghê gớm đó anh em, không phải khinh thường đâu. Mà tốc độ nó cũng khá là nhanh luôn ấy. Con xe này bị gì vậy? Mày bị ngáo đá mày. Mày bị ngáo đá à? Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi náo loạn thành phố nào. Rồi, kẻ hủy diệt thành phố đã xuất hiện. Trời ơi, nổ bánh sát luôn rồi. Kẻ hủy diệt thành phố đã xuất hiện. Rồi, ok. Chơi vui rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài và tiếp tục. Mới nãy cái kia chưa thiệp cử thử cây súng máy luôn anh em à. Không biết cái này thử được súng máy không. Hình như chiếc xe của mình nó bị chảy xăng rồi anh em ơi. Nó chảy xăng bốc cháy rồi anh em ơi. Trời ơi, con xe tăng này sao nó yếu dỗm dữ trời. Ok, sẽ gắn cho nó vài cái bom cho nó ra đi luôn cho rồi. Trời ơi, nó chảy xăng, nó cháy luôn rồi. Thôi tao cho mày ra đi trong. Để nhiều chuyện này. Wow anh em ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Gì bà nội, trời ơi, sao lại tông tôi có làm gì đâu. Trời ơi, sau khi chiếc xe tăng kia nó nổ một vụ nổ kinh hoàng thì nó đã xuất hiện một con này. Mình nghĩ đây không phải là một xe tăng nhưng mà nó kiểu như nó giống con robot hơn đấy. Trời ơi, con robot này có khả năng chiến đấu. Ok. Wow. Trời ơi, hình như nó không bước được anh em à, nó gắn bánh xe vô thôi à. Để coi. Trời ơi,
Con này sức công phá của nó, trời ơi, sức công phá của nó quá đỉnh của chóp luôn anh em à. Con xe này trị giá 100 triệu đô anh em. Trời ơi, ở đây có cảnh sát nữa này. Trời ơi anh em ơi, con này nó công phá dữ quá nên là sau khi mà mình lái nó thì mới nãy giờ là không có cảnh sát, đã không để ý. Nhưng mà sau khi mình lái con xe này thì bây giờ nó đã xuất hiện cảnh sát rồi anh em ơi. Trời ơi, đây để mình test thử. Trời ơi, một phát một là bay luôn chiếc máy bay trực thăng luôn. Trời ơi, con này có thể khiến là nổ liên hoàn được luôn anh em à. Trời ơi, con này đúng là kẻ hy diệt luôn ấy. Trời. Cái này mới đúng là kẻ hy diệt luôn anh em à, 100 triệu đô có khác. Trời. Trời ơi, quá đỉnh luôn anh em ơi. Ui, hình như con xe của mình cũng bốc cháy rồi. Mặc dù nó có sức công phá rất là cao nhưng mà nó cũng bốc cháy rồi anh em à. Đây, trời ơi. Ui. Ô, nó nổ luôn rồi. Trời ơi, nó nổ luôn rồi anh em ơi, bay luôn cái chân luôn rồi. Bay luôn cái chân luôn rồi, để mình gắn trái bom vô mình cho nó nổ đi. Rồi anh em ơi, hết tội luôn rồi, trời ơi. Bay luôn cái chân luôn rồi, rồi gắn vô, gắn bom vô, chuẩn bị cho nổ để thay con khác luôn đây anh em. Phải chính tay mình cho nổ kìa nó mới thay đổi được con xe khác anh em à. Bam. Rồi anh em ơi, wow, đây, sau khi nổ mọi thứ. Ủa, con xe trị giá 1 tỷ đô sao nhìn nó cù bằng dữ trời. Trời ơi, con xe 1 tỷ đô đây sao. Trời ơi, con xe này chắc trong thế chiến thứ nhất quá. Có cột nguyên cái cây nữa nè. Trời ơi, con xe gì mà bắn ngáo ngơ luôn anh em à. Con xe này 1 tỷ đô, chắc con xe này giá trị của nó là, mình biết rồi, chắc là giá trị của nó là đồ cổ chứ không phải là, không phải là đồ chiến anh em à. Này chắc sử dụng trong chiến đấu từ thế chiến thứ nhất quá anh em ơi. Ông nào gắn ba lô rồi. Con xe này giống như là chạy trên đường Trường Sơn quá. Trời ơi, bắn một phát phải đợi khoảng 30 phút mới bắn được phát tiếp theo. Anh em có nghe tiếng gì không? Giống như là tiếng động cơ nó bị hư á anh em. Không biết con xe này chạy dưới nước được không nữa. Nói xong test thử dưới nước thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử dưới nước thử nha anh em. Coi con xe 1 tỷ đô ra giá vậy nào. Trời ơi, xe này là có giá trị lịch sử nha anh em, chứ không phải là giá trị về độ chiến đấu nha. Nhìn trời ơi, mặc dù bắn nó cũng ok đó nhưng mà 30 phút mới bắn được một phát nha, hơi bị ảo đấy. Nên này, nhắn hoài mà không bắn được luôn anh em à. Chạy xuống nước rồi cũng khá là ok đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng anh coi thử, đi xuống nước sâu thử. Ui, chìm mỉm luôn anh em ơi. Trời ơi, chìm mỉm luôn rồi, chết máy luôn rồi. 1 tỷ đô đây sao, trời ơi chết máy luôn rồi anh em ơi. Con xe này hư luôn rồi. Rồi ok anh em à. Rồi ok anh em, video trải nghiệm xe tăng từ giá 10 đô la tới 1 tỷ đô la đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em trong những video kết